Sau khi tham dự giải chạy S-Ray Lâm Đồng với sự đồng hành của tập đoàn TH, thì những em học sinh, sinh viên đã có gần một tháng để trải nghiệm thử thách S-Ray Online Family. Hãy cùng chúng tôi đến với một ví dụ để thấy được rằng là thử thách chạy trực tuyến năm nay đã gắn kết những thành viên trong một gia đình như thế nào. Hai anh em Trần Gia Bảo và Phạm Quân Bảo ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An là thành viên trong nhóm gia đình trung học cơ sở đang có thành tích tốt trong cuộc thi S-Ray Online Family. Đi học xa nhà và ở cách nhau tới gần 100 km trong tuần, nhưng cứ mỗi cuối tuần, Quân Bảo lại từ ký túc xá đại học trở về nhà nghỉ ngơi và xỏ giày cùng em trai thực hiện thử thách chạy trực tuyến. Hai anh em vốn đã thân thiết, nay lại có thêm một thú vui cuối tuần là trải nghiệm những cung đường quen thuộc thông qua chạy bộ, và qua mỗi tuần lại nỗ lực để nâng cao thành tích của mình. Em tự hào rằng là đã được lọt top 30 của S-Ray Family. Em mong muốn qua cuộc thi này thì giúp các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên là còn tăng cường nâng cao sức khỏe. Sau 30 ngày, thử thách S-Ray Online Family dành cho học sinh, sinh viên và nhóm gia đình trên toàn quốc đã khép lại vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày hôm nay và thu hút 6.824 người tham gia. Trong đó, 3.180 học sinh, sinh viên tham gia hạng mục cá nhân và 613 nhóm gia đình. Tổng số quãng đường được những vận động viên đã thực hiện được hơn 575.000 km.